Chào cả nhà nha. Chiều nay mình tiếp tục đi thăm bể rắn cả nhà. Hiện tại giờ là 1:30 nha cả nhà ơi. Mình cũng chưa có ăn uống gì trơn cả nhà, mới đi làm về xong. Đây là đồ nghề của mình nha cả nhà. Đây trong này có được mười mấy con chuột nè cả nhà. Còn được mười mấy con. Phía bên đây là lúa. Lúa với túi lưới nha cả nhà. Với lại chai nước thôi. Mời cả nhà nghe. Ông ăn Tết nha cả nhà. Ăn Tết nhân đậu nha. Chơi phanh chà bá luôn cả nhà. Ngon quá cả nhà. Lúa này chắc cũng khoảng tháng cả nhà. Xanh mướt. Mình đặt thêm mấy cái mía rừng nữa cả nhà. Mấy liếp rồi nè kia. Ở khu vực này là có người Khmer không cả nhà ơi. Trời nắng chói chang luôn cả nhà. Có mặt trời ở trên đây nè. Nắng quá trời nắng. Rồi, để mình ăn hết cái miếng phanh tét này rồi mình đi thăm bể rắn nha. Rau ngò nè các bạn. Người ta trồng. Ở đây mình có cái đầu tiên nha. Cái này chín rồi, mình chín được con có hành nè các bạn. Cái này hai chiếc chín được hai con. Chiếc đầu thì chín được con hổ hẹo. Chiếc sau thì chín được con hổ hành. Chiếc này nhẹ hả các bạn ơi. Chiếc này chuột còn. Cái tiếp theo nha các bạn ơi. Cái này là cái thứ hai nha. Cái này chiến rồi mình cũng chín được con hổ hành nha các bạn. Sảy chiến đầu tiên là sảy con hổ hèo. Chiến thứ hai là chín được con hổ hành. Cây nó đè lên đây rồi. Rồi nhẹ hiệu luôn. Chất quốc, chiến này chất quốc hết. Chuột còn. Tới cái tiếp theo cả nhà ơi. Nãy giờ hai cái chết hết trơn. Hai cái chết hết hai cái. Trống lỏng. Trời ơi trời, em hổ hành mini bị chuột cắn chết queo rồi cả nhà ơi. Rồi, chuột cắn chết queo con hổ hành này. Ở đây ta xịt cỏ chết hết trơn cả nhà, biết cái bẫy mình còn không cái này nữa. Rồi, tiêu cái bẫy rồi. Trời ơi trời, cái bẫy khổng lồ luôn má ơi, mất tiêu rồi. Người ta làm cái gì ở đây vậy ta? Cẩm gì nè. Được cái nha. Thấy không? Tiêu cái bẫy à. Rồi, tiếp tục có cái cả nhà ơi. Cái này đặc sắc mấy tường luôn nha. Thiệt hại hết cái cả nhà. Chưa có con nào hết. Được con mà kẹt đầu, chết queo. Chuột nó xử, tiêu. Cũng kinh cái bẫy. Trời ơi, cái bẫy dài thọn. Chuột nằm đó luôn. Đây mình có một cái nha cả nhà. Đặt theo bờ kinh sườn nha. Trời ơi, ai cắt cỏ rồi, cái bẫy mình ra luôn. Chắc chuột chết quá cả nhà ơi. Chín được con em gì vậy cả nhà? Rắn gì vậy? Hổ hành quá. Trời ơi trời, má ngựa, cái đầu tiên dính má ngựa. Nãy con kia hổ hành kia thì không ăn được, giờ dính con má ngựa. Rồi thôi đặt lại luôn cả nhà ơi. Bữa nay chắc tình hình không mấy ổn quá cả nhà ơi. Rồi. Xong nữa rồi. Trời ơi là trời, nó lấy.
thứ gì vậy trời, mắc nữa bạn ơi. Mình đã trong đó ăn cái nè, đây nè, ba cái gom rồi mình còn đẩy lại nữa nè. Thứ gì chịu nổi không? Ăn cắp gì mà ăn cắp quá trời quá đất rồi trời. 7 cái mà mất hết 2 cái rồi còn 5 cái. Tới cái tiếp theo nha cả nhà ơi. Mắc 7 thì thấy quẩy. Chỗ nào cũng mắc 7 chứ. Tình hình như là tình hình chung rồi cả nhà. Nặng nặng nó gì cả nhà ơi. Không phải chuột. Cây nó đè. Chuột còn cả nhà. Tình hình mắc 7 cái cả thấy mệt trong người luôn. Mắc cái gì mà ở đâu cũng mắc, chỗ nào cũng mắc, không biết sao luôn. Rồi tới cái tiếp theo cả nhà ơi, ăn cắp kiểu này chắc mình xỉu mình quá cả nhà. Cái gì đâu mà hỏi cái mắc, hỏi cái mắc. Bảy chà bá mới làm, bắt hổ heo chưa bắt được con nào hết, lụm rồi, tức muốn học máu thì chứ. Thứ gì đâu, không phải thứ bảy chủ nhật, không lỏng. Chuột chết hay gì? Chuột còn cả nhà. Chỗ im quá mà không sợ. Mình mới vừa mắc thêm cái bẫy nữa mọi người ơi. Trời trời, thứ gì đâu, bà mẹ nó ăn cắp hoài. Bực bội quá trời bội cả nhà. Mình không phải mình muốn chửi thề gì, nhưng mà ăn cái tại vì ăn cắp bẫy của mình cả nhà. Mình tức cả nhà. Gì đâu mà cứ lấy hoài, bẫy của người ta đặt cứ lấy hoài luôn, không chịu làm cái gì hết trơn á. Cái đã cái gần gần ăn lấy ăn cắp thứ gì không trời trời, chuột chết vô con gắn mối. Ở đây cái bẫy cả nhà, mắc bẫy cái chấm mặt luôn cả nhà. 23 quận rồi, chuyến này nó mắc 7 cái rồi. Thứ gì chịu nổi không, chuột chết cả nhà ơi. Mình cái luồng bẫy này 20 cái, nhưng mà thật sự thì nó còn có 16 con chuột rồi cả nhà. Tại vì 4 cái là hết chết chuột không rồi, mình thiếu chuột mình thay với cả nhà. Mà bây giờ bị mất hết 3 cái nữa rồi đó. Luồng này không, tổng cộng này là 23 quận là hết, mất hết 7 cái rồi đó. Trời ơi trời, mất cái muốn bệnh luôn. Cây gì nó đẹp, nó ngắt, nó rộng đây. Có dính rắn rồi cả nhà ơi, hơi nặng nặng rồi. Ừ, có hổ hành cả nhà. Hổ hành này cũng khá nha. 6 lạng nha cả nhà. Trời ơi trời, có lý. Gọi gạt lại cả nhà ơi. Thôi chết ạ. Mắc 7 rồi, mắc 7 muốn chóng mặt luôn. 3 cái 7 rồi, hết 1 mét lưới rồi cả nhà. Mà 1 mét lưới thì 55.000. 55.000 mà làm chắc cũng hết buổi. Mắc cái bẫy mình không có tiếc, nhưng mà tiếc cái mắc cái bẫy là mình mắc luôn cái bến đó cả nhà. Tức gì đâu. Cả nhà. Con này vô nhất rồi cả nhà ơi. Im, lý nha. Rồi, để mình bắt ra cả nhà. Rồi, mình bắt em nó ra nha. Bữa nay cái đầu tiên mới vô rồi thấy xui. Chuột dính con rắn nó, chuột. Chuột cắn chết queo, rắn nó xíu. Hết chuyện nó đi chứ, tới câu chuyện nó luôn, lội xuống suốt ở dưới thôi.
cái bò ra luôn. Nhất cả nhà, con này 6 lạng nha, 6 lạng 6 lần rưỡi nha cả nhà. Rồi bỏ vô túi lưới nha. Có cái cô, có cái chị kia ta để ý quá. Lấy gắn này có nhiều người để ý cũng khổ cả nhà. Chính gắn này mình vui thiệt nhưng mà người ta thấy. Rồi thôi mình ấp bái cả nhà. Ở đây mình có con cá nha cả nhà. Cá này 2 chín dính 2 con nha cả nhà. Cái này phọc quá. Nặng không đây? Ồ, nặng nặng cả nhà. Nặng nặng này. Nặng cả nhà ơi. Em có hành nhỏ cả nhà. 2 lạng nha. 2 lạng cả nhà ơi. Để mình bắt em nó ra nha cả nhà. Ừ. 2 lạng rồi cả nhà ơi. Xíu 2 lạng nha. Chỗ này là 3 con nữa cả nhà. Con bự cả ký lô với 2 con nhỏ nha. Rồi thôi mình ấp bái nha cả nhà. Cuối cùng các bạn ơi, cái này chính là chính được con của hèo nè các bạn. Thôi nặng này. Ồ, không phải. Bịch lúa nó nặng. Chuột chết luôn bạn ơi. Chỗ im quá chị em mà chuột chết. Rồi mình cũng thăm hết số 7 của mình nha cả nhà. Tổng cộng là còn 16 cái mà mất hết 3 cái nha cả nhà. 16 cái mà dính được con hổ hành nhất cả nhà. Con hổ hành nhất, con hổ hành nhì với con hổ ngựa nha. Hổ hành này không biết nhì nổi không. Không nổi nhì đâu. Khoảng 2 lạng rưỡi à. Con hoành nhất nè cả nhà. Quá đã. Ôi ơi. 3 chiến. 3 chiến mà mất hết 7 cái cả nhà. 3 chiến thăm mất hết 7 cái. Chiến đầu tiên mình thăm 20 cái mất 2 cái. 2 cái, chiến sau mất thêm 2 3 cái nữa 5 cái. 5 cái chứ này mất thêm 2 cái nữa. 2 cái phải không ta? 1 2 3 cái chứ. Chiến đầu mất 2 cái, chiến sau mất 2 cái, chiến này mất 3 cái là 7 cái cả nhà. 7 cái mình bổ sung vô thêm 4 cái nữa, 5 cái nữa. Thêm 5 cái nữa. Thì còn 18 cái cả nhà. Tổng cộng là nếu như mà lần sau thăm là còn 18 cái cả nhà ơi. Coi coi nếu như mà có mất nữa chắc mình tình hình mình rút cả nhà. Ở đây gắn thì cũng còn im lắm nhưng mà cái bị mất hoài luôn. Mấy người làm gãy thì người ta không có lấy, còn mấy người cho trâu nhóc nữa cả nhà, trẻ trâu á. Nay ăn cắp đó. Rồi thôi mình cũng xin tạm dừng video lại tại đây cả nhà ơi. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ nha.